Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Tuất, tháng Kỵ Sửu Năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh ốc thượng thổ ngày bính tuất tức chi sinh cho can có nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi canh thìn nhâm thìn ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn về tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xó mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao nguyệt hình, sáu mọi việc, sao ngũ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao tứ thời khô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, sáu đối với tế từ, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi tý đang có điểm báo dễ vướng phải những vụ rắc rối với đồng nghiệp hoặc là bạn bè gây ra đó có thể là những việc liên quan tới lợi ích khiến cho những người bạn vốn là tin tưởng cũng có thể trở mặt một cách nhanh chóng. Thời điểm cuối năm bận rộn Tốt nhất là không nên làm to chuyện khiến cho những rắc rối càng thêm khó giải quyết. Vì vậy, với bà tuổi tí, bạn cần phải giữ trạng thái bình tĩnh hết sức, không nên hành động thiếu lý trí, thậm chí là manh động nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý với nửa kia cũng không được mấy êm ấm có lẽ vì chưa thực sự tháo hiểu lẫn nhau cho nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau và hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Vai từ vi tuổi giáp tý thuộc kim vướng phải chuyện rắc rối ở công sở nơi làm việc. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy không nên nóng nảy làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa giải quyết công việc theo lý trí. Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ chưa thực sự thấu hiểu nửa kia của mình. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. Vài đánh giá của bà tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với ba tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn tuổi Sửu đang trải qua một ngày với nhiều may mắn đến với mình những đóng góp của bạn tuổi Sửu cho tập thể trong suốt thời gian vừa qua đến nay đã được cấp trên công nhận và đánh giá cao về bạn và với bà tự xỉu, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, bạn cũng chính là con giáp rất dễ thành công nữa. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng đôi khi lại còn rơi vào tình trạng bảo thủ và cứng nhắc. Bạn nên phải cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc dù có rắc rối cũng dễ giải quyết hơn rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cũng cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Cho dù bạn có đang còn trịa tuổi đi chăng nữa, bạn hãy xây dựng chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi cho hợp lý để tránh sức khỏe của mình về sau này mang nhiều bệnh tật về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy được cất nhắc lên vị trí phù hợp với mình từ vi tuổi kỵ sửu thuộc họ nên cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của người khác từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ suy nghĩ còn bảo thủ lạc hậu từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc chú ý hơn để tình trạng sức khỏe tốt hơn Vài đánh giá của ba tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần cần phải quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình dường như bạn quá chú tâm trong công việc mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong nhà thời điểm cuối năm thế này, bạn cũng nên chung tay với mọi người cùng sửa sang nhà cửa nữa. Trong công việc với bạn tuổi dần, bạn cũng khó nhận được sự đánh giá cao của tập thể vì bạn tính cao ngạo và cố chấp, khăng khăng làm theo ý của mình. Người đi trước thường là người có cái nhìn sắc sảo và toàn diện hơn, bạn nên tham khảo ý kiến của họ và với bạn tự dần, nếu như có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc làm ăn được thuận lợi, buôn bán đắt hàng. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên kiêu ngạo, khăng khăng theo ý của mình. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc lắng nghe ý kiến của những người đi trước. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim chăm lo cho nhà cửa các thành viên trong gia đình. Vài đánh giá của ba tuổi dần trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ Vi Tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ Nhật này với ba tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành cho nên với bạn tuổi mão rất sĩ diện bản mệnh không muốn nghe thiêu bất cứ nhận xét trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến đây là nguyên nhân khiến cho mọi người không muốn hợp tác với bạn ngày hôm nay tuy nhiên với bạn tuổi mão, bạn nên biết cách cư xử khéo léo hơn thì trong ngày hôm nay lại là một ngày khá chi là tốt để xây dựng các mối quan hệ về làm ăn. Bạn mệnh có thể sẽ tìm được những đối tác tiềm năng, đáng tin cậy và bạn cần phải có cách để giữ cái mối quan hệ với họ cho tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mão lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi là bạn làm việc thống nhất với mọi người, không nên tự làm theo ý thích của mình cái điều này sẽ gây ảnh hưởng tới tín độ công việc chung, khi thảo luận với lãnh đạo bạn cũng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình nữa. Vài từ Vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, sẵn sàng phản kháng với người bất đồng ý kiến. Từ Vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa nên có cách cư xử khéo léo hơn. Từ Vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, thích hợp để hợp tác làm ăn. Từ Vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc gặp được những đối tác tiềm năng đáng tin cậy. Từ Vi tuổi Quý Mão thuộc Kim cẩn trọng khi thảo luận với người có chức cao hơn mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với ba tuổi thìn đó cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo công việc của bạn trong ngày hôm nay sẽ gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung gây ra bạn mệnh là người kiên trì và mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại quá nóng nảy, bốc đồng, dễ gây mất lòng với đồng nghiệp và cấp trên nữa. Thời điểm này là thời điểm đặc biệt và với bạn mệnh tuổi thìn không nên vội vàng quyết định đầu tư, bởi bạn sẽ đưa ra những quyết định về sai lầm hoặc là rơi vào chồng của những kẻ tiểu nhân. Bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi thìn là từ bỏ những suy nghĩ có hiệu của bản thân mình, lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Đôi khi, những người ít kinh nghiệm hơn bạn lại có thể đưa ra những ý tưởng đột phá nhiều hơn nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc gặp phải nhiều trở ngại tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dễ gây mất lòng với cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên đưa ra những quyết định về đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc kim dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt lợi dụng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không nên quá cố chấp với quan điểm của bản thân mình Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tốt. từ vi tuổi tỷ, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ và bạn tuổi tỵ bạn là người có giàu kinh nghiệm ngày hôm nay sẽ đạt được nhiều thành quả cao nếu như bạn làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh buôn bán tuy nhiên với bạn tuổi tỵ lại không nên quá mức kiêu ngạo hay là ba hoa về những gì mình đã làm được. Cái điều này khiến cho người khác cảm thấy phản cảm và chê cười bạn. Ngoài ra, với bạn tuổi tỵ bạn cũng có thể sẽ kiếm được một khoản tiền do vừa vận may của mình ngày hôm nay. Và bạn chỉ nên coi đó là chuyện đáng mừng, chứ không nên dựa dẫm hạn vào đó và không chịu cố gắng trong những ngày về sau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ. Cái điều này cho thấy với gia đình, bạn tuổi Tỵ luôn là một người dịu dàng và biết quan tâm. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ tạo luận để đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể nữa về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ đạt được nhiều thành quả trong làm ăn kinh doanh buôn bán từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không nên ba hoa kiêu ngạo từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên dựa dẫm vào vận may nhất thời của mình từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim không được chạy mãng lơ là trong công việc từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nửa kia biết quan tâm và chia sẻ Vài đánh giá của bạn tử tỷ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất phù trợ, cho nên với bạn tuổi Ngọ, bạn là người không tính toán, rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Dù là thời điểm cuối năm nhưng bạn Mạnh vẫn sẵn sàng bắt tay vào những công việc được giao mà không chần chừ do dự. Tuy nhiên, chính cái điểm này của bạn lại khiến cho bạn trở nên nóng vội. Và với bà tuổi ngọ, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định có ảnh hưởng lớn lao, bạn cần phải suy nghĩ, tính toán kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại trở thành ra chán nản, buông xuôi để cho mọi việc được đến đâu thì đến. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi ngọ và người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau, đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau, mọi lúc, mọi nơi nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nhiệt tình trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, không nên bộ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, quan hệ với nửa kia được hòa hợp. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, được nhiều người quan tâm, để ý. Vài đánh giá của ba tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mạo, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này do chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho nên với bà tuổi mùi đang có điểm báo tự tin thái quá trong ngày hôm nay bản mệnh tự tin cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề cho nên không muốn nghe lời nhắc nhở, lời khuyên của bất cứ ai. Bạn mệnh tuổi mùi cũng cần phải chú ý hơn trong việc giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Thời điểm cuối năm như thế này, bạn làm gì cũng cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói, không nên để cho người khác hiểu lầm hoặc là nại sinh thủ oán với mình. Xem tử vi ngày này với bạn tuổi mùi không thích hợp để cho bạn làm những công việc trọng đại như là khởi công, động thổ, cưới hỏi hay là xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu không cần thiết, cấp bách thì bạn nên lùi những công việc này sang ngày hôm khác sẽ phù hợp hơn. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tự tin thái quá, không muốn nghe theo những lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, dễ mắc phải sai lầm trong công việc. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, không nên gây thù chúc oán với người khác, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, chú ý hơn trong giao tiếp, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, không nên thực hiện những công việc trọng đại. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Hợi tuổi Ngọ Từ vi tuổi Thân chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cho nên với bạn tự thân rất hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Chính nhờ vậy mà việc bất đồng ý kiến rất hiếm xuất hiện. Ngoài ra, hai bên luôn chủ động để giúp đỡ nhau trong công việc nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn làm cha mẹ, thì rất quan tâm tới con cái của mình, bạn muốn mình trở thành một người bạn đời của con chứ không phải là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo mà không quan tâm tới cảm nhận của con cái mình. Trong công việc với bạn tuổi thân, bạn là một người làm chăm chỉ, cần cù, luôn có, sẵn những ý tưởng sáng tạo trong đầu. Bạn có thể gây ấn tượng tốt với mọi người và nhận được sự tin tưởng lớn lao. Đây là yếu tố cần thiết để cho bạn thăng tín trong tương lai với mình. Vài từ vi tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy hòa hợp với nửa kia, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa luôn chăm sóc, giúp đỡ nửa kia, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ quan tâm đến con cái của mình, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc có được nhiều ý tưởng sáng tạo, được mọi người tin tưởng, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có được cơ hội thăng tiến trong tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao, con số may mắn, số 1, số 2, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc khát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021, xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này nhờ gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội giúp cho bạn tuổi dậu gặp được may mắn trong mối quan hệ xã giao với mình bạn mệnh tuổi dậu dễ tạo được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đặc biệt là bạn nhận được sự đồng thuận của nhiều người khi làm bất cứ việc gì nữa trong ngày này, nếu như bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua, có thể bạn sẽ nhận được sự tuyên dương hoặc là khen thưởng vào ngày hôm nay. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để cho bạn bắt tay vào công việc trong năm tới được tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi giàu, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình. Bạn luôn quan niệm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và tin tưởng lẫn nhau. Chính nhờ thế mà gia đình bạn luôn có được sự gắn kết là hình tượng mẫu mực khiến cho mọi người phải khâm phục vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy quan hệ xã giao được thuận lợi tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được sự đồng thuận của nhiều người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ công việc có những chuyển biến tích cực tử vi tuổi thân dậu thuộc mộc có được cơ hội tuyên dương khiên thưởng tử vi tuổi quý dậu thuộc kim gia đình quan tâm và thấu hiểu vài đánh giá của ba tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tuất đang có điểm báo dễ vướng phải những rắc rối trốn quan trường. Bạn tuổi Tuất, bạn nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh những mâu thuẫn xô sát với người khác. Bạn cần phải chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp của mình nữa. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay. Vì thế, dù là thời điểm cuối năm, bạn cũng cần phải tránh thái độ, làm việc chạy mãng, được trăng hay chớ. Bạn cần phải nghiêm túc với mọi việc được giao. Trong ngày Chủ nhật này với bà tử tốt, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy, về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn mệnh với nửa kia đang khá hòa hợp. Bạn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình, dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Với bạn tuổi tốt, bạn biết rằng gia đình chính là điểm tựa của mình khi có bất cứ biến động, biến cố gì xảy ra. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏ vướng phải nhiều rắc rối trốn quan trường từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ tránh mâu thuẫn Xô sát với người khác từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên lơ là, chạy mạng trong công việc, tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, nghiêm túc với công việc được giao, tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bà tuổi tốt trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có khác với thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã hội của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh tuổi hợi có thể sẽ gặp mâu thuẫn với bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình. Khi đôi bên đều đang nóng nảy thì với bạn tuổi hợi tốt nhất là không nên cố tình nói thêm vào đó. Trong gia đình, bạn tuổi hợi tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Bạn cần phải biết đặt vị trí của mình vào người khác, đừng cố coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên. Trong ngày này với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Chưa thấy bản mệnh tuổi hợi, vốn là người có chí tín thủ, không ngại mạo hiểm, thách thức bản thân, Tuy nhiên, bạn lại đa ngại, không thích hòa nhập với mọi người. Trong một tập thể, bạn không nên cố tình tách mình ra khỏi tập thể mà nên đoàn kết với mọi người thì tốt hơn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ, quan hệ xã giao không được thuận lợi tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ gặp mâu thuận với bạn bè người thân tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nên chủ động làm hòa với mọi người tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hãy để ý đến cảm nhận của người khác tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy không nên tự tách mình ra khỏi mọi người khỏi tập thể và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like. Comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.